lời thầy thuốc bằng trái tim nhân hậu, những ước mơ thầm kín mang lại sự sống cho nhân loại, những bước chân vững chắc đứng gác nơi biên thùy, giá rét không lùi bước, chỉ mong niềm vui cho mọi nhà, mang yêu thương đong đầy hạnh phúc cho đời. Bao gian nguy không hề ngại khó, Corona chỉ còn một cách xa rời. Quê hương ơi, ngày mai tươi sáng. Rất cảm ơn người lính, những người con tuyến đầu, đất nước trong đoàn kết, một niềm tin vô bờ. Người thầy thuốc bằng trái tim nhân hậu, những ước mơ thầm kín mang lại sự sống cho nhân loại, những bước chân vững chắc đứng gác nơi biên thùy, giá rét không lùi bước, chỉ mong niềm vui cho mọi nhà, mang yêu thương đong đầy hạnh phúc cho đời. Bao gian nguy không hề ngại khó, Corona chỉ còn một cách xa rời.